tôi vừa nghĩ ra ý tưởng hay để tạo nên một tác phẩm từ cái miếng bọc xốp này. Đó là vẽ một bức tranh trái cây, cắt theo tờ giấy để tạo hình trước nè. Với chay bắp thì tôi màu vàng, còn thăng long là màu trắng nha. Trời ơi, hồi xưa đi học tôi mà biết cái ý tưởng này sớm hơn thì môn mỹ thuật chắc cũng được điểm 10 rồi đó. Tới trái thăng long thì vẽ một đường viền màu hồng, gắn thêm mấy cái lá nữa. Nhìn hơi độc lạ nha, nhưng mà xinh đúng không mọi người?